Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Lời Chúa hôm nay không êm ái dễ nghe một chút nào, mà trái lại rất đáng sợ. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rõ về con đường thập giá, và xin Ngài ban cho chúng ta đủ can đảm theo Ngài trên con đường đó. Bởi vì cuối con đường thập giá là vinh quang thiên đàng đang chờ đón chúng ta. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn gia tiên, cầu xin ơn như ý, lễ dỗ 10 năm linh hồn du xe và cầu xin ơn bình an. Tôi thu nhận. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chí sách tiên tri Jeremiah. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không nhớ đến người nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ý trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Đó là lời Chúa. Miệng con sẽ tan dương ngài.
chúc tụng Chúa, tay nâng cao xưng tụng danh Ngài. Hồn con nô thỏa như được hưởng cao lương mỹ vị, môi miệng con hớn hở ngợi ca. Chúa và tay hữu Chúa đã đỡ nâng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, linh hồn con cao vang Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lời thầy không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.
Ai không từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta thì không đáng làm môn đệ ta. Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất, nhưng mà làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Bởi vì không phải cứ thu vào là được, không phải cứ buông ra là mất. Trái lại, rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn, mất ít để được nhiều. Đó hầu như là quy luật trong đời sống hàng ngày. Chúng ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao thì không được phép giữ kỹ tiền của mình ở trong nhà, không buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi hoặc cất giữ ở trong nhà băng. Nhưng mà trái lại, phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào mà đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn. Muốn được thì phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài cái quy luật đó. Chúa Giêsu đã dạy, ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Trước hết, đi theo Chúa là đi vào con đường của sự từ bỏ. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng, từ bỏ trời để xuống đất, từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người, từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng tin mừng, từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỷ xúi dục để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý của Chúa Cha. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Ngài phải toát mồ hôi máu. Nhưng mà Ngài đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh người chết trần trụi trên thánh giá là hình ảnh của một người từ bỏ tất cả cho đến tận cùng. Không còn một chút hơi thở, không còn một giọt máu, không còn một chút danh dự, không còn gì hết. Rồi thứ đến, con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống trải dài suốt cuộc đời của Ngài. Thánh giá kiếp người, thánh giá kiếp nghèo, thánh giá bị chống đối, thánh giá bị hiểu lầm, thánh giá bị bỏ rơi, thánh giá bị phản bội, thánh giá thách thức, thánh giá thất bại, thánh giá oan ức, thánh giá tủi nhục. Thánh giá nặng lắm, cho nên nhiều lần Ngài đã ngã lên ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm, cho nên Ngài đã có lần muốn chối bỏ, nhưng mà rồi Ngài lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường. Nhưng mà nếu đường Chúa Giêsu chỉ dừng lại tại đây thì đó là một con đường bế tắc. Nếu định mệnh của Chúa Giêsu kết thúc tại núi Sọ thì đó là một định mệnh diệt vong. Nhưng mà không, con đường thánh giá là con đường dẫn đến phục sinh. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới vinh quang. Phải qua sự chết mới đến được sự sống. Phải qua tủi nhục mới đến được vinh quang. Phải qua gian khổ mới đến được hạnh phúc. Cũng vậy, khi mời gọi chúng ta bước theo Ngài, thì Ngài không muốn chúng ta đi vào tàn lụi diệt vong, nhưng mà muốn chúng ta triển nở cho đến viên mãn. Cho nên Ngài nói tiếp, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống đó. Như vậy thì từ bỏ không phải để mất mà là để được, được lại một cách sung mãn, được lại một cách hoàn hảo và cao cả, phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất phàm tục để được thần thiêng, mất tạm bợ để được vĩnh cửu. Thánh Phanxicô khó nghèo đã cảm nghiệm sâu xa cái chân lý này, cho nên Ngài đã thốt lên lời ca bất hủ: chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ, và chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của chúng ta. Và muốn được như vậy thì hãy từ bỏ mình để vác thập giá mình mà theo Chúa. Tôi tin kinh. Một
Thiên Chúa là Cha toàn năng. Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những sự suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là đấng thượng trí vô cùng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh không ngừng rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tin mừng của Đức Giêsu Kitô được nhiều người thành tâm đón nhận. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa phải qua thập giá rồi mới bước vào vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng nếu muốn được chia sẻ vinh quang với Chúa, họ phải đi qua con đường hẹp đầy dẫy những thử thách gian nan, nhưng là con đường dẫn tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Chúa ẳng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Chúa để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhầm và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và muốn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm.
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên tám tầng trời, chúng cùng dâng lời Chúa. Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu trên, và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chào năm Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bi tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Sau đây là những ý xin khấn, xin cộng đoàn hiệp ý. Một người tạ ơn Đức Mẹ vì đã được ý khấn xin. Hai người xin được cho gia đình bình an. Một người xin được khỏi bệnh. Một người xin được ơn hoán cải trở về. Hai người xin được ơn như ý. Hai người xin ơn bình an. Một người xin cầu cho linh hồn Giuse nhân lễ dỗ và cho các linh hồn. Một ý xin cho cha xứ chúng con được khỏe mạnh và bình an. Maria, mẹ vô nhiễm tội truyền. Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền. Xin mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế. Xin mẹ thương xuống ơn cho con cái mẹ khấn nguyện. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép mẹ. Khi con lâm nguy xa phải cơn cám dỗ, cho con trung kiên trông lại ba tù. Khi con đau thương trong tội khiên khuấy khuân, cho con ăn năn quay về với mẹ. Khi con đam mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm yên lòng thăng rèm. Khi con xa nơi mà quỷ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với người. Khi con khô khan xa đàng nhân đứng, cho con an vui quay về chính lộ. Khi con xa quên mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên mẹ. Khi
khi con đang tâm hư phạm phép thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng. Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con giòn mình xưng hờm. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, nói gương cao sang của mẹ nhân lành. Cho con luôn luôn nên lòng yêu mến Chúa, nói gương cao sang của mẹ nhân lành. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, nói gương cao sang của mẹ nhân lành. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, nói gương cao sang của mẹ nhân lành. Cho con chăm lo vui mở mang đường Chúa, cứu giúp những kẻ ai còn xa làng. Cho con an tâm trong giờ hâm hối, xa mưu xa tan dô dành khuyên dùng. Cho con trinh trong trường tòa phán xét, đáng Chúa dân dân con về thiên đàng. Cho con lên nơi bên mẹ trong nướng Chúa, tôn vinh ba ngôi Chúa cả muôn đời. Cho con dâng lên tâm hồn thân sáng, trong tay khoan nhân của mẹ Chúa Trời. Maria, mẹ vô nhiễm tội truyền. Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền, xin mẹ thương cứu giúp loài người dưới tên. Xin mẹ thương xuống ơn cho con cái mẹ khấn nguyện. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Xin anh em giúp mang ghế vào. Xin cảm ơn.